Rồi, xin chào anh em nha. Hôm nay cầm đùm niền súp te lại về hàng lại rồi nha anh em. Bữa hổm mình còn có ăn cặp mình đăng lên bán cái mấy anh em cần mua cái không có hàng. Bây giờ hàng lại về tiếp rồi nha anh em. Thì cầm đùm niền súp te này là hàng mới luôn nha anh em. Hàng zin mới của Honda, hàng zin mới luôn nha. Tại vì trong hãng là người ta sẽ đang cầm sẵn về cho mình luôn. Thì nói chung là trong hãng nó đang cầm sẵn á, trong nhà máy á, nó đang cầm sẵn cho mình thì mình về mình đỡ có tốn cái tiền bắt cầm nha anh em. Trong nhà máy nó đang thì nói chung là nó kỹ hơn nha anh em. Nhà máy nó đang cầm thì nó lại kỹ hơn, nó đang bằng máy thì nó chất lượng hơn nha anh em. Thì anh em để ý đó, mấy bộ cầm mà nhà máy nó đang sẵn ra thì mình xài 5-7 năm sau là nó vẫn ok bình thường nha anh em, nó rất là bền. Với phần là đầu cầm không bị chày đó, mấy đầu cầm không bị chày, với nó đang là cái cầm này nó không bị dư ra nha anh em, nó không có bị dư ra đó. Thì nói chung là nhà máy nó làm thì rất là kỹ nha anh em, nhà máy của Honda thì nó làm hàng quá thì bao kỹ bao chất lượng cho anh em. Thì hàng thì đợt này mình về cũng được có chục cặp nha anh em, chục cặp tâm đùm niền súp te. Mã này là mình lựa là trùng mã nha anh em, hàng trùng mã nha, nên bởi vì mua nó rất là ít, số lượng nó không có nha anh em, còn hàng mà không trùng mã thì rất là nhiều. Đây, trùng mã mình lựa cũng như mấy chục cặp vậy đó, lựa ra được có 1 cặp 2 cặp thôi đó, bởi vì nó hơi khó. Rồi thì cái hàng của nó là nó vậy nè nha anh em, nó sẽ có nguyên thùng vậy nè nha đó, một thùng vậy là 1 cặp nè, một thùng vậy là nó có 1 cặp trong này nha anh em, đầy đủ trong này đó, thùng Honda đàng hoàng nha anh em. Tại vì cái này là hàng mới là phải có thùng Honda, còn cái hàng nào hàng tháo xe thì là khác, còn cái này là hàng mới nha anh em, là nó phải có thùng Honda đàng hoàng nha đó, như mấy cái này nè, Honda đàng hoàng. Thì bên mình bán mấy cái mặt hàng này cho anh em thì mình bán cho anh em là ship code toàn quốc nha, được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán. Bộ cầm đùm niền này thì mình bán cho anh em với giá là 2,4 triệu thì bao ship, nó gồm nó có cầm đùm niền, bạc đạn, ống chỉ như 2 cái má, có 2 cái má nữa nha anh em, nhưng mà nó gửi về chưa kịp, nó sẽ có cái má trước nữa nha, nó có cái má trước nữa, nói chung là nó sẽ có cái má trước nữa vậy nè đó, cái này là má sau nhưng mà nó sẽ có má trước nữa, tại vì nó gửi về 1 thùng nhưng mà nó gửi cái má trước chưa về tới. Thì anh em nào mua thì nay mơ gì nó cũng gửi về tới nha anh em, tại vì nó gửi chung chung một lượt, nhưng mà cái trước cái sau. Rồi bây giờ để anh quay chi tiết cho anh em xem nha. Thì cái má nó là má zin mới nè, chưa sử dụng gì hết nha anh em. Cái hàng này là hàng bao cho anh em mới 100%, hàng zin nè, nét zin nè anh em thấy không. Thì nói chung là mới sao nó vậy, được cái là giá nó hơi tốt nha anh em, giá cả thì bao rẻ cho anh em. Mặt đạn zin. Nói chung là hàng này thì bao cho anh em zin toàn bộ hết, cầm đùm niền, mặt đạn, ống chỉ là zin hết, không có nào lô trong này hết nha anh em. Thì hàng là cũng là bao cho anh em là hàng mới 100% luôn, cho anh em nào mua thì dễ nói chuyện với thợ, mua về báo với khách thì cho nó dễ, hàng mới là anh báo hàng mới, còn hàng gã xe anh báo hàng gã xe đó. Cầm zin bao đẹp cho anh em nè, anh em thấy không, quá đẹp luôn. Mặt đạn zin, nói chung là đồ zin hết nha anh em đó, má đĩa nè, mắt đĩa nè, 1/4 nè, sản xuất VB, thì cầm đùm niền zin hết. Bánh sau là 1.4 nha anh em, 1.4 nè, LB. Cái mã trùng đó là cái này nè nha anh em, cái sau LB, cái trước cũng là LB luôn nha đó, quá đẹp luôn. Còn trùng mã thì để mình chỉ cho anh em cái phân biệt là cái đùm nè, cái đùm mới này á thì anh em thường ưa lẫn lộn với cái bờ đùm que A với đùm quen pha nhỏ super game. Cái đùm này á là mình sẽ xài chung được cho quen pha nhỏ nè, ZX nè, super game nè, là nó xài chung được. Thì anh em nhớ nè, dòm cái này nè, bạc đạn nó là 6301, nhưng mà cái cùi ngoài nó sẽ rộng nha anh em, cái này nè, cái này nó sẽ bự nha, còn cái của quen que A là nó 6201, cái cùi nó sẽ nhỏ đó. Mình phân biệt cái đề nó sẽ có 2 loại giống hệt nhau là quen que A 100 với quen pha nhỏ super game đó, nó phải khác nha anh em, 6301 mới đúng nha.
1.4 niềng zin toàn bộ hết. Rồi tới bánh trước nha Nam, bánh trước thì nó cũng bật đạn zin luôn, căm đùm niềng zin mới, nói chung là mới can 100% nha Nam, bao Nam là không lỗi lầm nha, không lỗi lầm gì hết, không cong không quển. Cái phốt này cũng zin luôn nha Nam, phốt zin luôn, quá đẹp luôn. Nam là B nè, là B, hai chữ cái giống nhau là mình gọi là hàng trùng mã đó nha Nam. Bên mình là toàn bộ hồi đó giờ lựa căm đùm niềng shipper này lựa hàng trùng mã hết nha Nam. Anh em rất là chuộng cái mẫu mà trùng mã này. Nói chung là anh em mua nguyên bộ thì nó rẻ rất là nhiều nha Nam, chứ anh em mua lẻ là cái bộ này rất là cao nha. Căm zin nè, bắt rất là cứng cứng cáp nha Nam, quá đẹp. Nói chung là bao anh em là không lỗi lầm gì hết, không cong không quển, không bị lỏng lưng bật đạn gì hết, cho anh em dễ xài. Nói chung hàng bên mình bán thì đó giờ bán rất là nhiều mặt hàng anh em, hàng nào chất lượng thì mình bao anh em chất lượng, còn hàng nào tầm bậy bạ là mình không bán nha anh em. Bên mình bán là uy tín là thường hàng đầu nha anh em. Nói chung bán hàng uy tín thì anh em tự tìm đến mình nè, khách hàng tự tìm đến mình hả anh em. Còn mà bán hàng mà không uy tín thì từ từ khách hàng cũng phải bỏ mình thôi. Nói chung bán là mình cần uy tín là trên hết. Trong từ đó giờ mình bán hàng là bao uy tín cho anh em, được kiểm tra hàng là mới thanh toán nha anh em, rất là đơn giản, mua hàng bên mình rất là dễ nha. Rồi cái cặp này bán cho anh em có giá là 2.4 triệu bao ship cho anh em toàn quốc, ship code toàn quốc nha anh em. Nó gồm căm đùm nền như hai cái má luôn, có má nha anh em, má trước má sau đầy đủ. Đó, cái má là nó y như trên clip vậy nha anh em, nó không có phụ kiện gì nha. Còn cái má trước thì nó có con sâu đầu mét nha anh em, má trước là nó có con sâu đầu mét đóng sẵn rồi, tại má zin là nó sẽ có con sâu đầu mét nó vô sẵn vậy cho mình. Còn má sau thì nó vậy nè, y như clip. Đó, mình ship code toàn quốc nha anh em. Rồi video mình đến đây cũng kết thúc nha anh em. Anh em nào có xem được video thì nhớ đăng ký kênh và nhấn vô cái chuông để theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Tại vì bên mình thì cũng bán phụ tùng xe, gã xe, gã tất cả các chùm xe, nếu mà xe nào mình mua được giá tốt thì mình gã đầu món hết nha. Thì anh em nào mua thì cứ việc alo mình, bên mình là ship code toàn quốc, được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán nha anh em. Đó, hàng thì bao đẹp, thùng về nha anh em, mỗi lần nữa về một thùng là một cặp về. Đó, ship code toàn quốc. Rồi cảm ơn anh em đã tin tưởng mình nha.